MBS Talk 20. Cơ hội thị trường giai đoạn bình thường mới. Trực tiếp trên khắp Việt Nam. MBS Talk 20 trở lại với góc nhìn độc đáo về những chủ đề nóng nhất hiện nay. Kinh tế thế giới thay đổi như thế nào giai đoạn hậu Covid-19? Cơ hội và thách thức cho thị trường chứng khoán. Nhóm cổ phiếu nào sẽ dẫn dắt thị trường trong điều kiện bình thường mới? Gặp gỡ các chuyên gia giàu kinh nghiệm, bản lĩnh, sắc sảo. Diễn giả ông Đặng Trần Phục, founder của AZFIN Việt Nam. Diễn giả ông Trần Hoàng Sơn, giám đốc nghiên cứu khách hàng cá nhân MBS. Diễn giả ông Hoàng Công Tuấn, kinh tế trưởng MBS. Ngành nào sẽ dẫn dắt thị trường? Đâu là những cơ hội đầu tư tốt nhất? Tất cả sẽ có trong MBS Talk 20, 15:30 đến 17:00 ngày 30/9/2021, được phát sóng trực tiếp trên toàn quốc tại fanpage và YouTube chứng khoán MB, fanpage MBS Online, fanpage và YouTube AZFIN Việt Nam. Đăng ký ngay với chúng tôi để không bỏ lỡ những cơ hội đầu tư tốt nhất cho quý 4 năm 2021.